cái to chơi bức luôn á, bức bức ắc cung luôn á. Đây nhá, à, lên đây để khoe với mọi người về cái set này nha cả nhà nhớ. Cái set này thì quá trời đỉnh luôn. Trời ơi, cái này là Hà đặt cho khách nhưng mà Hà lấy nữa nha cả nhà nhá. Cho nên là mọi người cứ mọi người thích thì mọi người lấy nhá cả nhà nhá. Hà có đặt cho khách, xong rồi khách đặt đấy, khách dặn đấy. Tại vì những cái chai nhỏ đấy là không có nữa. Cho nên là đây nhá cả nhà nhá. Cái này nó giống như là một cái dạng tinh dầu của Hoàn Lưu Cao nhá cả nhà nhá. Nó là tinh dầu của Hoàn Lưu Cao đó. Khi mà nó chỉ có xài sau nó là ví dụ như mọi người xài cái serum, The First nha cả nhà nhá. Xong bước thứ hai là mọi người xài serum vàng. Nếu như mọi người không có serum vàng thì mọi người xài qua cái này cho Hà nhá cả nhà nhá. Xài qua cái này. Đó, nếu mà có serum vàng mọi người xài serum vàng trước, xong rồi mới đến cái này nhá cả nhà nhá. Đến cái này xong bắt đầu mới đến sữa dưỡng đúng không cả nhà? Sữa dưỡng xong bắt đầu mới đến kem dưỡng đúng không? Còn nếu như mọi người có serum vàng, mọi người có serum vàng cứ xài serum vàng trước xong rồi đến nó nhá. Còn nếu không có serum vàng mọi người đưa nó vào sau cái nước toner luôn nhá. Ok chưa? Đó là cái chai chính của nó nhá cả nhà nhá. Cái chai chính của nó đây nhá. Cái phiên bản này nó là cái phiên bản mới nhá. Hoàn Lưu Cao này là trẻ hóa 10 năm tuổi mà đánh cái này lên thì nó căng thật, nó căng và mướt da thật luôn nha cả nhà nhá. Nó căng và mướt da lắm. Đó. Nó căng và mướt da lắm. Nhưng mà đặc biệt cái là nó lại có cái nó có cái da cái set của nó đây. Cái set của nó đây nhé cả nhà nhá. Đây, cái set của nó đây. Nhưng mà ở trong này ấy, mặc dù nó không phải là cái set kem nhưng mà mọi người vẫn có một cái con phượng hoàng này để lấy kem nhá cả nhà nhá. Người ta vẫn tặng cho mình một cái con. Cái con ngày trước ấy người ta làm ấy thì nó mờ mờ, nhưng con này ấy thì nó bóng bóng nhá cả nhà nhá. Cái này có thể là cái đít này của nó có thể là mọi người. Cái đầu này thì mới là cái đầu lấy kem nha cả nhà nha. Cái đầu này mới là cái mũi múc kem. Nhưng mà Hà nghĩ nếu mà mọi người đánh kem mắt thì có thể là mọi người ta sẽ lấy cái này là người ta di nó lên trên cái phần mắt của mình đó. Hà nghĩ như vậy nhá. Đấy, tại vì cái lớp này nó mặt bằng ở đây này. Đó. Cho nên là mà cái con này á nó cũng không có mờ mờ nữa mà nó lại bóng 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 lên nha cả nhà nhá. Được tặng thêm cho mình ở trong cái set này nhá cả nhà nhá. Nước hoa hồng này, sữa dưỡng này, kem mắt này, kem dưỡng này, serum này. Đó. Và một cái thêm một cái chai này của nó nữa luôn nhá cả nhà nhá. Thêm một cái chai này của nó nữa luôn. Chai của nó đó, cái phiên bản của nó. Và cái này nó là mini, còn cái này nó là full size nhá cả nhà nhá. Một cái mini và một cái full size. Rồi. Ok chưa? Xong lại được tặng thêm cho mình một hộp nữa luôn nhá cả nhà nhá. Hoàn Lưu Cao. Này là cái hộp này nữa nhá cả nhà nhá. Nhưng cái hộp này nó cũng là cái serum này luôn nhá cả nhà nhá. Cùng là cái serum của nó luôn. Và trong một cái hộp này nó được tới 2 vỉ lận nha cả nhà nhá. Không phải một vỉ, nó tới 2 vỉ lận luôn. Mà một hộp này nó được tới 10 hộp này, tức là nó được 20 vỉ luôn nhá cả nhà nhá. 20 vỉ luôn. Đó, thấy không? Lời chưa? Đó, lời không? Nó được như vậy đó. Cái này nó như là một cái dạng serum nhưng mà đưa nó vào giống như là cái tinh dầu, nó sẽ làm trắng sáng da. Nó giống như là cái hoa hiên, nó cũng có cái dạng tinh dầu á cả nhà. Tinh dầu sâm núi, tinh dầu này kia đấy, là nó được chiết xuất từ sâm từ này kia đấy. Là cái dòng này nó cũng như vậy, bôi nó lên thì nó rất là sáng, căng bóng da nha cả nhà nha. Nó căng lắm, nó căng da lắm nha cả nhà nha. Cái này này, cái dòng này nè. Đó. Đó. Và tất tần tật của nó nhé cả nhà nhé. Tất tần tật của nó luôn. Cả một cái như thế này luôn, cả một cái chai nó như thế này luôn, và cả một cái set của nó như thế này luôn. Hà bán cho với giá của khách đặt dặn Hà về, Hà bán là với giá là 255 oi nha cả nhà nhé. 255 oi. Giải thích lắm nha cả nhà nhé. Bởi vì giống như cái kem set kem mắt ấy, Hà bán cái set kem mắt ấy nó cũng chỉ có kem mắt nó cũng chỉ có 25 oi thôi, 25 ml thôi nhé cả nhà nhé. Kem mắt nó cũng chỉ có 25ml thôi. À, nhưng mà giá của nó Hà bán nó đâu cũng vào khoảng 250-255, cũng vào khoảng cỡ đó nha cả nhà nha. Nhưng mà mọi người ơi, một set này Hà có giá. Không biết là kiểu hôm nay nó có giá không? Hà có set, Hà có set tháng 3 đấy chứ mà không có để ở trên này. Hà coi nhìn giá thử coi một set này coi xem là nó có ra đây không. Cả nhà ơi, set này 580 nhá cả nhà nhá. Set này 580 đấy.
Hà bán nó có 255 đồng nhé cả nhà nhé. Set này 580 rồi. Khủng khiếp. Đấy. Cái này á là tại vì khách tặng đấy, cho nên là Hà về, nên là Hà về thêm để cho mấy chị em nào mình thích ấy, thì mình có thể lấy luôn nhá. Đẹp quá. Quá đẹp luôn á. Lấy cái set của nó đấy. Đẹp hả? Hoàn lưu cao, đúng là hoàn lưu cao, xài nó săn chắc da lắm nha. Hà có set kem dưỡng hoàn lưu cao không? À, set kem dưỡng hoàn lưu cao á thì Hà hết mất rồi đấy. Thì có muốn không? Hình như là Hà còn có một, Hà có một cái đơn á của khách mà mọi người tin không? Hà nói thật luôn đấy nha, khách chuyển tiền cho Hà rồi. Nhưng mà Hà cứ nhắn hoài luôn mà không thấy, không biết khách đâu hết. Cứ nói với chị lâu lâu ấy, nói với Hà là em đi chơi rồi em không có nhà, mà không thấy đâu hết. Cái set đấy của khách ấy, là khách lấy của Hà rồi. Nhưng mà nói thật với cả nhà luôn, đến bây giờ Hà cũng không biết là khách ở đâu luôn ấy. Cứ lâu lâu nhắn cho Hà xong rồi lại bảo là không có ở nhà. Thế là Hà chịu luôn. Nhưng mà cái set này á, là khách đã lấy của Hà là từ lúc đó rồi. Cái set này nó là cái phiên bản cũ nha cả nhà nha. Cái set này nó là phiên bản cũ. Nhưng mà khách vẫn cứ chọn cái này. Và không biết bây giờ đâu nữa đó. Hà cũng không biết làm sao để mà nói luôn nhá. Nó không phải là cái phiên bản mới. Cái phiên bản mới á, thì nó là trắng. Nó cứ bóng như vậy này. Nhưng mà mọi người để tí nữa Hà cho mọi người coi cái tại vì Hà đặt đấy là khách lấy, đặt về cái là khách lấy hết rồi, nhưng mà còn cái set này. Cái set này nữa thôi thì đây nhá. Tại vì cái này là khách trả tiền rồi ấy mà chẳng thấy khách đâu hết thì mình cũng chẳng biết, nên đâu dám bán đâu, thật sự luôn á. Hà cứ giữ vậy đó, không dám bán đi luôn. Cái set này này thì này. Đó, cái set này này. Đó, hoàn lưu cao này này. Cái set này bây giờ là kiếm không có ra hàng nữa đâu. Đấy. Bây giờ ấy, thì mọi người biết là cái hoàn lưu cao ấy, cái cuốn sách của nó bây giờ là nó như thế này thôi nhé cả nhà nhé, nó chỉ như thế này thôi. Đây, cuốn sách của nó như thế này thôi, và cái cuốn sách ngày xưa của nó là như thế này này, đó mọi người thấy không? Đó, cái hàng ngày xưa đấy, nó lại là làm cái hộp mẫu mã của nó rất là đẹp nhé cả nhà nhé, rất là đẹp luôn. Nhưng mà bây giờ thì nó lại không nữa rồi nha cả nhà nhá. Đây, mọi người cứ nhìn nhá. Cái set này nó cũng có là nước hoa hồng và sữa dưỡng ấy chết. Hà đâu có mất một cái chai serum của Hà rồi. Nó giống như cái serum như thế này nhá. Hà để nó lên lại thôi nhá. À, không phải. Nó là một cái chai như thế này. Quên. Chết tiệt. Không biết là để đâu á. Đây nhá. Có thể là nó quên này. Đây, nó như thế này. Nó nằm như thế này này cả nhà. Đó. Và đúng rồi. Ủa? Thật đó. Wow. Sao mà lời dữ vậy ta? Đâu có lý nào nhở? Đây nhá. Xong bắt đầu ở đây nó cũng có kem dưỡng nhá cả nhà nhá. Cũng có serum luôn nhé cả nhà nhé. Cũng có serum The First này luôn. Khi mà mọi người xài ấy, cái nước hoa hồng này xài số 1 cũng được. Nếu mà mọi người có nước hoa hồng thì mọi người xài cái serum này số 2. Còn nếu mọi người không cần xài cái nước hoa hồng này thì mọi người có thể xài cái serum The First này làm nước toner được luôn. Bởi vì ở trong này người ta có ghi ấy, là nó là cái serum The First nha cả nhà nhé. Serum The First. Mình có thể đưa nó vào giống như là một cái dạng nước thần này kia đấy. Thì mọi người cứ cho nó vào luôn, là nước cái toner luôn nhá. Bởi vì trước đó đó, trước khi ấy, mà hoàn lưu cao nó ra cái nước toner này nè, thì tất cả trong cái dòng hoàn lưu cao là chỉ xài cái chai này thôi. Sau này ấy, hoàn lưu cao nó mới ra nước toner và sữa dưỡng nha cả nhà nhá. Trước đó là không có nha cả nhà nhá. Trước đó là không có toner và sữa dưỡng. Người ta chỉ xài cái serum này. Xong rồi đến những cái serum này. Cái serum này là toner nha, tượng trưng.
xong người ta xài đến serum vàng hoặc là tinh dầu hoặc là cái này kia, xong rồi người ta xài đến sữa dưỡng nhé cả nhà nhá, à là xài đến kem dưỡng. Kem dưỡng của cái hũ này mọi người nhìn thấy nó đẹp không? Hà vẫn thích cái phiên bản cũ hơn là cái phiên bản mới. Hà nói thật, cái hũ kem của nó nhìn nó vẫn đẹp hơn và nó vẫn đẹp bắt mắt, mà nó vẫn đẹp hơn là cái set cũ, cái set mới. Với cái set mới ấy, cái hũ của nó vừa bé mà nhìn nó lọt thỏm như vậy này, nó không có đẹp, cái nó không có đế chân như thế này, và nó không có vàng lên như thế này, và nó cũng không có con vượng hoàng, nó cũng không có đẹp như thế này luôn. Thật sự là cái cũ nó mới là cái phiên bản đẹp nhé cả nhà nhá. Đó, Hà hiện bây giờ đấy là thật sự luôn với cả nhà mình luôn, nó rất là đẹp nhá. Cái phiên bản cũ mới là cái Hà thích. Ờ, theo cái con mắt của Hà nhá. Đó, mọi người thấy không? Đẹp lắm. Thật sự nó rất là đẹp luôn. Mà chẳng biết là khách bây giờ như thế nào luôn. Mà thấy cứ mỗi lần Hà nhắn tin là gọi: "Ôi em ơi, em đi chơi về chưa chị gửi hàng?" "Chị ơi, em đi em chưa về." Chị cũng không biết nói làm sao luôn. Cái này á, của nó đó là cái hạ đạ, cái set này á, thì mọi người nhớ dùng cho Hà nhá. Quá đẹp luôn đó chị Bình Lưu. Nói thật với chị luôn á, em rất là thích cái phiên bản cũ, em không có thích cái phiên bản mới một tí nào hết. Cái chai mới em nhìn nó ghét nó lắm. Tại vì em không còn cái phiên bản mới ở đây nên em không có khoe với mọi người được. Nhưng mà cái chai cái hũ kem này nó không có đẹp như thế này. Nó chỉ là một cái hũ tròn như thế này thôi, xong bắt đầu cái nó có một cái hình cái con công nằm ở trên này thôi. Nó cứ tròn quay như thế này này, xong nó có một cái con công nằm như vậy này, mà cái dạng của nó bóng bóng như vậy. Cái này nó mới là cái đẹp này. Những cái này bây giờ là cái giá trị của nó mới còn lại nhé cả nhà nhé. Cái giá trị của nó mới còn. Mọi người mà có được một cái hũ kem này, mọi người mua những cái bịch kem, mọi người vuốt nó vào đó cho Hà, để vào đó, mọi người trưng, mọi người xài. Đẹp cực luôn, bây giờ không còn nữa. Muốn đi kiếm một cái cũ này, không kiếm ra được nữa nhé cả nhà nhé. Tiếc một cái nó là cái thời nó đã qua rồi. Là đây 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 cả nhà, nó đây. Cái em lấy kem này và cho mọi người xem với cái em lấy kem này. Mọi người coi cái like của Hà thì mọi người được nhìn thấy hết những cái mà cái sự khác biệt của nó nhé cả nhà nhé. Mọi người sẽ được nhìn thấy hết. Mọi người thấy không? Cái này nó bóng y như là cái mà cái màu vàng này của nó bóng y như vậy nhá cả nhà nhá. Còn cái này nó mờ thì nó sẽ vẫn là cái mờ của nó nhá. Đấy. Đó, mọi người thấy không? Nó như vậy đấy. Nó cũng vẫn là cái phiên bản đó, nhưng mà hai cái này nó làm đã khác nhau rồi, nó đã thay đổi hết rồi. Nhưng mà Hà thấy cái vàng mờ này nó đẹp. Phê là phê cái vàng mờ á. Đấy, đẹp hả? Rất là đẹp luôn đấy cả nhà. Không biết là khách đi đâu. Mỗi một lần nói là kêu là: "Chị ơi em đi chưa về." Bó tay với cái em này luôn. Ủa, này em này ở đâu nhỉ? Em này ở đâu nhỉ? Thôi bỏ đại đây đi, miễn là đừng mất. Nhưng mà mọi người yên tâm, cái set này của Hà nhá, xài thích lắm. Cái set này của Hà nhá, những cái cũ ấy mới là cái mà nó thật sự luôn với mọi người luôn á. Nó mới là cái phê đấy, Hà nói thật. Cái này á, cái đát của nó nhá cả nhà nhá, thì cái phiên bản này thì mọi người biết nó là cũ, nhưng mà cái đát của nó vẫn còn tới năm 2025 tháng 4 nha cả nhà nhá. Cho nên là mọi người yên tâm, mọi người xài. Ai mà thích cái này thì nhớ nhắn tin cho Hà, rồi Hà coi xem Hà chốt cho khách bao nhiêu, Hà sẽ báo lại với mọi người nha cả nhà nha. Mọi người mua sách mới chưa chắc là ngon bằng cái cũ đâu. Cũ bây giờ kiếm không ra đấy. Mọi người cũng mua 500 cũng không kiếm được cái sách cũ mà mua đấy cả nhà. Hà nói thật luôn, cái phiên bản cũ nó mới là cái đẹp. Đẹp nhờ, vẫn là cái đẹp. Quá đỉnh luôn. Hà nói thật, quá đỉnh luôn với cái set này. Quá đẹp luôn. Đây nhé, cái hũ kem kia này bây giờ nó bé chiu chiu vậy này, nhìn nó không có đá đâu, không đá con mắt bằng cái này đâu. Này này, nó đây này, nó lên vậy này, nó làm cái đế đứt này nó mới đẹp này. Mọi người cứ yên tâm nhá, không phải là kem ở đây đâu nhá cả nhà nhá. Mọi người đừng có tưởng là Hà mở kem hoàn lưu cao ra đưa cho mọi người xong bắt đầu cái
Hà, mọi người thấy coi live của Hà bao nhiêu năm trời nay, mọi người có thấy Hà bán kem bắt đầu Hà mở ra cái Hà bôi bôi lên đây cho mọi người, xong Hà đóng lại bán nhá, không không bao giờ làm cái thao tác đó. Cái này nên mọi người Hà phải đính chính lại với mọi người, yên tâm nhá, cái này nó còn cái guarantee của nó ở đây nha. Cái này nó không phải kem nhá cả nhà nhá. Mọi người sẽ phải tháo cái lớp nhựa màu trắng này ra và mọi người bật cái này lên thì lúc đấy mới mở ra được nhá cả nhà nha. Ôi em này tuyệt vời quá, 60 ml nhá cả nhà nhá, 60 ml thấy mà mê, đẹp lắm chị Bình. Cái này xài nó săn chắc cái da của mình, nó nâng cơ da mình lên và nó cũng có ít nhiều, nó cũng có cái thành phần làm trắng da mình luôn trong đây luôn. Trời ơi Thi ơi, cái này đó, Hà không biết là Hà để cho khách bao nhiêu tiền nữa. Hà coi lại cái đơn của khách, cái thật sự là cái này này, nếu mà Hà cứ để ở đây giết ấy, Hà sợ là cái đát nó trôi đi rất là tiếc nha cả nhà nhá. Đát đi, đi, đi. Nếu mà khách không lấy thì Hà cũng có thể Hà xài, Hà lấy là Hà xài được luôn. Tự thưởng cho bản thân mình cũng ok mà. Công mình làm việc cực khổ vất vả mà mình cũng có thể là xài được mà. Để ngắm, để nhìn cũng thấy mê nữa. Đấy. Ở trong kem xài hoài không hết, sâu lắm chị. Đúng rồi Hà. Cái này là cái hũ kem này thật sự ấy. Cái này là đát 2025 tháng 4 nha cả nhà nhá. Hà sợ là nó hết đát thôi, bởi vì chị khách ấy, chuyển tiền cho Hà xong rồi không có, không biết đi đâu, mà mỗi một lần Hà nói ấy, thì cứ nói là em đi em chưa về, mà Hà cứ giữ lại cho khách như vậy, mà Hà sợ nó trôi cái đát đi ấy, tiếc quá mà bây giờ không biết làm sao luôn. Thi ơi, để có gì Hà coi lại ấy, xong rồi có gì Hà nhắn lại cho Thi nhé, nhắn lại cho Thi nhé. Ừ, cái này chẳng nhẽ lại được hai rồi. Lạ ghê. Rồi. Đấy, cho mọi người coi cái set này, Hà chỉ còn có mua cái set này thôi, còn cái nếu mà mọi người lấy á, sau này mọi người nếu mà Thi có thích cái set dưỡng hoa lưu cao này á thì là Hà đặt ấy, thì nó là cái set mới nhá, nó không phải là cái set này nữa. Nó sẽ là cái set mới. Nó không phải set này. Cái này bây giờ làm sao mà đặt được nữa? Cái set này không thể nào đặt được hàng được cái set như thế này nữa rồi. Cũ đấy nhưng mà bây giờ kiếm không ra nó mới đau chứ. Những cái đẹp, những cái ngày xưa đấy, bây giờ khu bây giờ người ta giống như là vì cái kinh tế mà vì nó giống như cái kiểu này kia, họ giảm bớt cái mẫu mã đi để họ tránh cái dạng như là nâng giá hay là cái này kia lên đấy, mẫu mã họ cắt bớt nó đi nên đâm ra là nhìn nó rất là tiếc ha, tiếc. Nó một thời hoàn đô cao này nó ra nhiều cái set đẹp lắm luôn đó, thiệt ai mà lấy được nó, những cái set này nó quá đẹp luôn đó, thật sự nó quá đẹp luôn đó, bây giờ không còn kiếm lại được nó nữa, những cái set như vậy tiếc thật đi chứ. Nhưng mà khi mà mọi người biết ở đấy, khi mà cái set đấy ấy, nó đã có nước hoa hồng và sữa dưỡng ấy, thì là mọi người biết ở đấy là nó đã là cái set mà phải nói là nó đã là cái set ok, set mới rồi. Tại vì nếu mà nó không, nó chưa có nước hoa hồng và sữa dưỡng ấy, thì đấy là nó cũng đã là nó trước đó nó chưa có, nhưng mà nó đã có nước hoa hồng và sữa dưỡng rồi, nó ra sau rồi. Cái nước hoa hồng và sữa dưỡng ấy, Hà bán ấy, một cặp của nó là 201 nha cả nhà nha, giá của công ty của nó là 450 một cặp nước hoa hồng và sữa dưỡng nhé cả nhà nhé. Hà có, Hà chắc chỉ còn có một set rưỡi thôi, cỡ đấy thôi. Mấy cái này khách hay dặn và khách hết ấy, thì hay khách hay hỏi và lấy thì Hà hay có. Rồi cảm ơn Hương nhá, tạc bạn vô kìa. Cái này á mọi người biết sao không, cái hộp này nè, nếu mà Hà bán 255 đồng cái set này á, mọi người biết cái hộp này á là nó đã bao nhiêu tiền ở trong này rồi. Tính ra cái set này nó cũng khá là rẻ, không có mắc nhá cả nhà nhá, không hề mắc, không hề mắc. Tính ra nó cũng rẻ, không mắc đâu. 580 mà mua từng đợt thì nó sẽ có tặng cái hộp đấy, cái lẻ đấy. Còn nếu mà không ấy, có vào những cái tháng ấy nó không tặng cái đấy á, mọi người cũng vẫn phải mua cái giá đấy đó. Và trong khi đó bây giờ được tặng cái như vậy nữa là được lời mấy chục rồi. Would you? You.